Chắc là anh em kỹ thuật thì mình tên là Tài, nhân viên kỹ thuật sửa chữa laptop 24 giờ. Hôm nay sẽ có bài chia sẻ về cái chuẩn ổ cứng MSATA, đây là MSATA 2, cái chuẩn SATA 2 và cái chuẩn MBCIE, đó là cái chuẩn ổ cứng MSATA 2 tốc độ cao. Đấy. Thì về cơ khí thì chúng ta sẽ nhìn sơ bộ thì hai cái chuẩn này nó không khác gì nhau nhiều. Đấy. Chúng ta có thể là có một rãnh này, hai rãnh này, và đây là một rãnh này. Đó, nhưng mà nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là thứ nhất, cái cặp SATA 3 mà ổ loại chuẩn thường của chúng ta nhìn này, đây có ba cái ổ thường này. Đó, chúng ta nhìn tất cả ba cái ổ thường của chúng ta nhìn nhé. Đây của anh này, đây BCIE, nhưng chúng ta sẽ nhìn này, cái ổ thường thì nó sẽ có hai cặp đường tín hiệu thôi. Đây này, một cặp này, hai cặp này, chúng ta sẽ nhìn này, từ cái khe vào này bỏ qua chúng ta sẽ nhìn thấy hai cặp tín hiệu thôi, còn mấy chân trống trong này nó là chân trống gần như nó để chờ thôi. Đó, nó bỏ không ấy. Đây, đây cũng hai cặp này, đây cũng có hai cặp này, chúng ta nhìn thấy chưa. Còn cái đối với chuẩn BCIE thì là cái ổ tốc độ cao nên nó sẽ dùng nhiều đường tín hiệu hơn, rất nhiều. Chúng ta nhìn này, nó thêm một cặp này, hai cặp này, ba cặp này, bốn cặp này, năm cặp này, sáu cặp này, bảy cặp này, tám cặp này, chín cặp. Vị trí là nó tận chín cặp đường rồi, chín cặp đường liên quan đến đường truyền tốc độ truyền dữ liệu đấy. Về cơ bản là chúng ta sẽ nhìn sơ bộ, nếu mà khi chúng ta tháo máy ra của khách hàng hay là một số chúng ta chưa biết được chính xác thì chúng ta có hai thông số chúng ta check, chúng ta có thể check trên cái bạt modem cái này, cái chuẩn này MV đây này. Đấy, cái thông số này thì nó sẽ phát hiện ra được là cái chuẩn của nó là dùng tốc độ đường truyền loại gì. Còn nếu mà chúng ta nhìn nhanh hơn nữa, chúng ta chỉ cần nhìn các cặp đường tín hiệu là chúng ta sẽ biết được luôn. Không cần tra, chúng ta nhìn cặp đường tín hiệu vị trí là thấy nhiều là chắc chắn là nó là chuẩn BCIE rồi. Thường những cái dòng chuẩn cao này thì thường nó sẽ dùng cho ở những con máy, ví dụ như máy Soli, Soli là một này, Soli SVB 13 này, mấy con Surface, những cái dòng cao cấp nó hay dùng. Và cái dòng gaming ví dụ như MSI hoặc Asus, mà cái dòng chuyên cho game thì nó cần cái sự truy xuất dữ liệu rất nhanh. Và cái tốc độ của nó thì chúng ta sẽ xem trực tiếp trên hãng, họ sẽ so sánh này, so sánh cái tốc độ của nó. Chúng ta đây là anh đang vào trực tiếp của cái trang MSI, họ sẽ so sánh so sánh, đây là BCIE chuẩn Gen 3 này. Đấy, tốc độ này, đấy, LVMA này, nó so sánh với cái tốc độ M2 SATA bình thường là nó gấp khoảng tầm 5 lần. Đấy. Cái này của nó lên đến 2200 megabit trên giây, còn cái này có hẳn hơn 400 thôi. Vị trí chúng ta thấy được tại sao là cái ổ BC MSATA 2 BCE nó đắt hơn ổ kia, nó thường nó đắt hơn rất nhiều. Tương đương tầm khoảng có những cái đắt hơn hàng triệu luôn. So với ổ thường chúng ta phải lưu ý. Để sau cái video này anh cũng hy vọng là tất cả anh em học viên hay là kỹ thuật viên của hệ thống chia sẻ cho anh em, cũng như là cái việc mình tư vấn khách hàng làm sao thuận tiện nhất, và thứ nhất là tránh được là chủ đi chủ lại khách hàng mất quá nhiều thời gian, chúng ta không thể số. Còn anh em đủ được sâu hơn mình có thể search trực tiếp trên mạng BCIE, nghiên cứu rõ về từng hãng, từng loại, tốc độ chính xác hơn. Rất mong anh em sau video này sẽ hoàn thiện tốt hơn những khả năng tư vấn khách hàng của mình. Hy vọng là video này giúp ích tất cả mọi người. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.